Bây giờ quý vị có Hồng Trung muốn mời khán giả đây cùng nhảy với Trung có được không ạ? Ở đây người nào biết nhảy đưa tay cao lên. Đi đi mấy. À. Bây giờ quý vị muốn là Hồng Trung mời nữ lên đây hay là nam lên đây? Hả? Nam hay nữ? Nam hay nữ? À, đủ mọi lứa tuổi nha. Vũ bài tình anh em á mấy. Ok. À, để xíu đây mời. Cô mời cô. Cô mời cô. Mời cô hợp chính. Đúng, đúng. Đúng, quay được bạn. Cô xuống thì nhiều cô lên. Con quay xuống thì tặng lên là nhiều cô lên được. Rồi, thôi. Được gái quá. Đừng nhìn luôn em. Rồi. Rồi. Người thứ hai là người nào? Hả? Người nào, người nào? Đứng lên Long My. Đứng lên Long My, mày đứng lại không kêu lên. À, em thôi nó ngại em. Ngại không? Quý vị muốn bao nhiêu người nhảy? Lên Long My. Đi lên đại luôn. Đi lên đại luôn. Hả? Có 10 người, 10 người đông lắm. Ít thôi, khoảng chừng độ 3-4 người thôi. Bây giờ là em lên cho nó đứng. Em lên cho nó đứng. Đứng lên. Để mời người khác nữa. Đứng lên. À, bây giờ là một khán giả lớn tuổi rồi, bây giờ mời đứng dậy sao mời nha, đứng dậy nha ba. À con em có kiến áo xanh con á. À con á uống luôn tiền bụi lên đây. À áo xanh lên đây, ba người đứng lên mời. À lên đây rồi, thôi ba người được rồi, đứng xin ra đây lên cái quà đó mời. Trời ơi, cô tên gì cô? Cô tên Hải. À cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô? Cô 63 tuổi. Qua 64 mà em. 63 tuổi rồi. Mà còn nhảy, còn nhảy được không? Sung không? Cô tên gì? Dạ Thanh Thủy. Cô bao nhiêu tuổi? 17. À biết cái bà ngoại đi con. Cô tên gì? À bao nhiêu tuổi em? Em 17. Rồi ok, biết thôi luôn. Dạ dữ rồi. Rồi 17 hả? Bây giờ xin được gửi đến quý vị ở đây một ca khúc, một bài hát rất là sôi động. Bài hát này Hồ Quỳnh Trung xin được biểu diễn cùng với vũ đoàn của Hồ Quỳnh Trung. Một bài hát được mang tựa đề Lời Tỏ Tình Dễ Thương. Giữa tay lớn là 2-3 đúng không? Một bước sau cho cô. Rồi, đứng này, em đứng ở đây. Ok, chúc mừng tất cả mọi người chưa? Nhảy là nhảy nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin được cảm ơn rất nhiều, xin được quý vị. Xin được cảm ơn cô rất là nhiều. Trời ơi, cô nhảy mà cô lo cho cô quá. Dạ. À, phiếu trắng là của con đây. Tặng cho con, tặng cho cô. Anh ai? Cảm ơn cô nhiều nha, cảm ơn cô nhiều nha. Dạ, xin được cảm ơn các chị các bạn rất nhiều.